quay đừng có rung, quay cao cao xung quanh. Cầm quay bình thường nè, đâu cần chi giới tay cao đi. Để thấp cái gì đó nè, giấu giấu vô cái ngực. Đi từ từ thôi, mình là người quay phim, mình đi từ từ thôi. Mình đi nhanh quá, nó sẽ lúc đường đường. Tí nó tắt cái màn hình nhưng mà nó vẫn quay đó nè, hiểu không? Xin chỉ tốt 3 cây nha. Chủ tịch đang chủ tịch đang trà rửa. Thank you.
tịch thích lên hình lắm. Cái chân có một khúc mà đòi chụp dài. Ừ, nhưng mà nhờ người chụp cách mình đánh rồi cho con mình cao lên đó. Rồi chị chụp đi chị. Vâng, như gì? Ai đi thông cho bé này chụp chung cho. Bên đây thông đây. Rồi Bông, dẫn em đi đi, đừng quay, đi lên. Rồi đi ra đi, đi ra đi. Đi ra đi theo bà. Cô Mỹ sẽ ở trong đây xài nhiên. Đi đâu vô đó vậy Bin? Đông dễ sợ.
Trời ơi, nó ngồi thiền kìa. Ê, sao cười vậy? Mẹ hết tiền mẹ luôn rồi. Không có đem tiền mẹ. Hồi nãy mẹ bỏ kia không có 1.000 luôn. Không có đem. Ba bỏ rồi. Ba bỏ rồi. Cái răng hô kìa. Không vô con ngoài xe á. Chùa vắng vậy đi khỏe. Chụp mấy tấm đây đẹp nè. Vô em chụp chứ. Vô em. Nè quay luôn giùm nha. Đang cầm, tắt luôn đi. Tắt luôn đi. Quá nha sang à. Nhà sàn đã không? Để dép đi. Nhà sàn à. Xá đi, bông. Sợ, sợ.
sợ không dám thấy, sợ không dám qua. Ý là tên nhà sàn đây nè, sợ thấy mấy chỗ này là học nè, học Phật hay gì nè. Mấy bà này nhớ hồi xưa đi học quay mát hả, đây mát nè. Không có nó ăn đâu. Không có nấu ăn. Đi qua bên nhà bên kia kìa. Đi qua bên nhà bên đó. Tối đi qua bển coi coi cái gì. Rồi đi đi bao. Bao. Phòng truyền thống. Văn đặc trưng văn hóa của đồng bào Khmer. Nọc cây. Cái kẹp đập lúa. Bên kia đó thì ồ, là phòng rớt. Gì nè. Trung tâm của lãnh đạo các cấp tỉnh Bạc Liêu. Nguyễn Tấn Dũng à. Ở đây đi vô là cái cầu thang nè. Thấy hả? Cái này là đi ra ngoài cánh cánh đồng mà điện gió. Cổ lắm rồi. Nhôm đồng gì. Cái gì á. Đồng á. Vô trong cái nhà cổ, nhà sàn á, có mấy cái đồ cổ á, nhìn đã đồ cổ. Nhiêu? Nhiêu tiền? Mình đi vô vậy thuyết minh vậy nhiêu tiền? À, dạ không mà, cái đó thì bồi dưỡng có được không có được không sao? Rồi, vậy đi. Em giới thiệu hết, giới thiệu cho mình. Ờ, giới thiệu. Dạ, rồi ạ. Chứ nhiều khi mình đi mình cũng không biết gì hết. Dạ, tôi đây, đây là phục vụ như vậy, có nhiều người chị tìm hiểu thì cũng không đi từ từ. Đi từ từ thôi mà. Dạ. Ê, cháu chào cô chú nha. Dạ rồi ạ. À. Ê, chào gia đình. Gia đình mình đang dừng chân tại khu lưu niệm nghệ thuật đền ca tại mặt tây đường bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lâu. Dạ, khu này thì xây dựng vào năm 2008 đến năm 2013 thì trùng tu tôn tạo mở rộng.
diện tích hiện nay là 1,2 hectare. À, cái công trình này á, nó đặc biệt lắm. Nó trùng tu 23 đấy để đón chào cái sự kiện đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử năm 1 được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, vinh danh vào ngày 5 tháng 12 2013. Mình thấy vô nãy giờ mình đi vào đó, mình thấy biểu tượng lớn lớn này, nó là biểu tượng đài Việt Cầm, xây dựng mô phỏng cái hình dáng cái đường kìm được đặt nằm ơi, cái vòng tròn lớn ở ngoài đó tượng trưng cho thùng của cây đường kìm, những đoạn bậc thang di chuyển từ dưới lên tượng trưng cho cần của cây đường kìm. Có những cái bảng chữ màu vàng này gia đình thấy đó, đó là hệ thống điệu thức của 20 bạn tổ trong bộ môn đờn ca tài tử, gồm có 3 nam 6 bắc 4 bề quán là 7 bề hạ. Rồi phía đây là tượng nhạc sĩ Cao Văn Lầu đây ạ. Tàu lưng ông là 20 câu trong bản già cổ Hoài Lan. Gia đình mình có thể di chuyển lên trên đây ngồi dễ ạ, đảng dịp xíu để em giới thiệu thêm về công viên bên ngoài. Nãy giờ gia đình mình ghé được mấy điểm là ta đi đến bậc leo nè. 4 điểm rồi. Dạ. Có bản dạ cổ Hoài Lan này, đờn ca tài tử cũng có rồi, tất nhiên để chơi thì cũng có phải nhạc cụ đúng không ạ? Đây là 12 loại nhạc cụ thể hiện lại chơi bộ môn đờn ca tài tử. Tuy nhiên cái chơi người ta thường sử dụng nhất là 4 loại là ngay trên giữa của vườn, rồi có đàn tranh, đàn kim, đàn bồn và đàn cò, gọi là bộ tứ tiên. Phía trước đặt chúng nó to khác là vinh danh bằng vinh danh của tổ chức UNESCO, vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử nước bộ và di sản văn hóa phi vật thể và đại diện như vậy. Gia đình mình đến đây, đây cũng là một trong những cái điểm tham quan du lịch tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long được hiệp hội du lịch công nhận. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là sản phẩm du lịch ô cốp 4 sao đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây thì em sẽ tiếp tục phát triển lên và 5 sao đi đón khách quốc tế trong năm nay và năm sau ạ. Ở đây thì em có phục vụ mình nước uống có kem ạ. Mua thì cứ vào đó mình lựa đi và cầm theo em ha. Ở đây thì có hai nhà trưng bày, lát nữa em dẫn cho gia đình mình đi vào đồng quê em sẽ giúp cho mình nha. Có thời gian nhiều xíu nữa thì mình có thể nghe đàn ca tài tử để coi là có âm vang và cổ. Dạ. Thôi mình cứ ngồi nghỉ thêm xíu xin cho mẹ rồi. Em có bán đồ luôn nè, có bán sông đen và đàn kèm. Đàn kèm là một cái điều đặc biệt, là biểu tượng văn hóa nghệ thuật của tỉnh Bạc Liêu. Vì hơn 100 năm trước á, thì cùng với đàn kèm Văn Công. Chủ tịch có mua gì không? Có mua rượu, phải mắm rượu không? Chủ tịch có mua sông lan gì không? Rượu, rượu trái cây được á. giống đi tour quá ha. Hai mình đỡ bên đây nè chị ơi, đây nè, đây có đỡ đây cho nó mát chưa ạ. Sông lan rồi cô ơi, cậu cô ơi, sông lan, sông lan cô kiên đưa bài kiên, đưa bài cái kiên đưa bài không ăn kiên gì đâu không phải nữa là còn quên mỏi xe đó rượu như rượu gì vậy chị. Dạ không có kim cây vàng nhưng mà hương ngọt biết có. Thường thường á, thường thường khách á lại đây là chọn cái loại rượu nào chị? Dạ thường thì sẽ là chọn Sari ạ. Sari đi. Em lấy rượu từ một cái gốc rượu trồng có cái vườn Sari luôn. À. Đúng rồi, gỡ đi, gọi mình đi. Dạ rồi, mình có kem, có nước rồi trên tay, mình cứ cầm theo ha. Bây giờ cùng em di chuyển vào nhà trên bài thứ nhất. Mình tìm hiểu về bộ môn đờn ca tài tử và sân khấu cải lương. Đàn gáo. Gãi rồi, gỡ đi rồi, gãi rồi. Phải rồi. Nhà trưng bày. Gian chính nhà thứ nhất nói về bộ môn đờn ca tài tử và sân khấu cải lương. Và khi chơi đờn ca tài tử với nhau, họ thường sử dụng những loại nhạc cụ này. Đây là một cái tổ hợp về thực tượng tái hiện cảnh sinh hoạt đờn ca tài tử của những người bình dân Nam Bộ. Đây là đờn tranh nè, hay còn gọi là đờn hợp đồng, đờn có 16 dây. Kế bên là đờn sến 2 dây. Người bấm thanh vàng này là người ca. Đây là đờn kiệt hay còn gọi là đờn nguyện đoạn. Cái biểu tượng cao cao ở trên đài lúc nãy. Đến Bạc Liêu thấy cái đờn này nhiều lắm. Ngoài ra nó còn có tên gọi khác là quân tử cầm.
người chơi cái đời này phải ăn mặc lịch sự gọn gàng dễ chốt, đặc biệt không uống rượu mà chỉ uống trà thôi. Cái bên là cây guitar kiếm lõm, được cắt tầng guitar phương tây. Ai anh có chơi được guitar phương tây không? Dạ, đàn này nó cắt tầng hay lắm, nó thùng nó tròn, thì nhóm nhạc công Việt Nam làm cho thùng nó méo mỏ tí xíu nè. Rồi cắt đi mình chơi guitar phương tây là 6 dây, này cắt dây còn 5 dây. Tương ứng với ngũ âm trong nhạc lễ Nam Bộ là hò, sực, sen, xe cống. Cái bên là đờn cò hay còn gọi là đờn nhĩ. Và có cái nhạc cụ rất đặc biệt không thể thiếu trong bộ môn đờn cào tài tử. Cái này là dạ đúng rồi cô, hồi nãy giờ cháu gõ cốc cốc đó. Cái này gọi là sông lan để chân gọi như nhịp. Những cái sông lan này được xem là nhạc trưởng điều khiển cả ban nhạc, cả đội chơi đờn cào tài tử với nhau. Ban đầu thì bộ môn này không có người ca, chỉ có người đờn hòa tấu với nhau thôi. Do nhu cầu thị yếu của người nghe, những người có khả năng sáng tác hoặc phải sáng tác thêm phần lời, vừa có người ca vừa có người đờn nên gọi là đờn cào tài tử. Đơn ca tài tử ra đời kết hợp với nhạc kịch phương Tây như nhập vào chúng ta, phát triển thành bài hát ca ra bộ, vừa hát vừa muốn hay ra thì bộ diễn ở ngoài trời. Người ta thấy bài hát này hay và hấp dẫn nên kết hợp vào đó là tuồng tích xưa của Việt Nam, phát triển thành bộ môn sân khấu cải lương. Từ năm 1920 thì cải lương mới chính thức ra đời, và người có công đưa cái vở diễn đầu tiên lên sân khấu cải lương, đưa lên kết hợp với đạo cụ âm thanh ánh sáng, đó là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Gia đình mình đã có nghe giai thoại của cô rồi chứ ạ. Ở đây thì tụi em cũng còn lưu lại hình ảnh của nghệ sĩ Phùng Há. Mời đồng chuyển vào đây ạ. Dạ, đây là hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đây ạ. Rất là đẹp luôn. Cô tên thật là Trương Phùng Hảo, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Đây cô là bậc thầy của bộ môn sân khấu cải lương, đào tạo được rất là nhiều học trò xuất sắc và tiêu biểu, trong đó có nghệ sĩ Thanh Nga đây. Thanh Nga được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu, ca hay, diễn rất là giỏi luôn. Tiếc thay mất khi tuổi đời còn khá là trẻ, năm cô 36 tuổi thì cô và chồng bị bắn chết trong lúc giằng co giành lại đứa con trong cuộc bỏ công tốn tiền. May mắn là người con trai vẫn còn sống là nghệ sĩ Hà Linh, hiện nay đang hoạt động trong lĩnh vực hài kịch. Hồi nãy cô chỉ này là chỉ cô Thanh Kim Huệ quá. Cô Thanh Kim Huệ được mệnh danh là búp bê sân khấu, cô rất là đẹp đúng không ạ? Vừa mất tháng 12 năm vừa rồi. Ở trên này thì có nghệ sĩ Bạch Tiết ạ. Cô được mệnh danh là Kim Cương Chi Bảo. Và nói về giới nghệ sĩ thì cũng có như thế này. Cô là người có học hàm học vị cao nhất trong giới nghệ sĩ. Người dân miền Tây mình có người quen thuộc lắm ạ. Đó là nghệ sĩ Úc Chào. Ông được mệnh danh là ông vua vọng cổ đệ nhất dân ca, nổi danh với cái bài Tình Anh Bán Chiếu. Dạ, ngoài ra thì còn có người chuyên đóng vai mùi luôn, hát vọng cổ mùi. Úc Bạch Lan. Sầu nữ Úc Bạch Lan là anh nói rất là chuẩn luôn. Đó là sầu nữ Úc Bạch Lan, cô chuyên đóng những vai buồn và buồn giống như cuộc đời của cô vậy đó. Chồng của cô là nghệ sĩ Thành Được, sống chung với nhau mà cô lại không có khả năng sinh con. Nghệ sĩ Thành Được thì hay đi lưu diễn lắm. Cứ lâu lâu á, có một người phụ nữ bé, một cái đứa bé đến nhà cô vào cửa. Cô mở cửa ra, người phụ nữ đó bảo là chị ơi, em có con với chồng chị gặp. Thế là cô Bạch Lan mang về nuôi dưỡng. Cả đời cô nuôi 4 đứa con riêng của chồng, không lời quan trách. Cô nhận thêm 7 người con nuôi. Đến cuối đời cô có 11 người con. Và một đứa trong Sinh Lan là ai? Nghệ sĩ Thành Được. Để trên đây ạ, đây còn có bức tranh rất là đặc biệt. Đây là hình ảnh của tứ đại mỹ nhân. Máy hát đĩa. Tâm đầu tiên, từ trái sang phải có nghệ sĩ Thanh Nga. Từ thứ hai đồng mình gia đình có đón ra ai không ạ? Đúng rồi chị, chính xác luôn. Cô Ngọc Giàu đó, Thanh Nga và Ngọc Giàu năm đó 16 tuổi. Cái bên là Lan Chi và Bích Sơn. Dạ, cái giải đó thì tồn tại 10 năm từ năm 1956 đến năm 1968. Và hiện nay được gọi là giải trần vũ trang. Hàng năm vẫn cái gì thành phố Hồ Chí Minh. Mà như tích tụi em cũng có một người nghệ sĩ đã tìm được giải trần vũ trang rồi. Nếu bắt đầu mình có thời gian mình nghe anh Bích Sơn hát ha. Dạ rồi. Nhớ biết được. Nhà trưng bày thứ hai. Dạ cổ lưu truyền Hoài Lan tuyệt tác. Dạ, em hỏi là tập trung thời gian chính diện đi ạ. Đến đây là bức tượng thờ bán theo nhà sĩ Cao Văn Lầu. Phía sau lưng ông là hai câu đối và cổ lưu truyền Hoài Lan tuyệt tác. Tức đây là một tuyệt tác cần được lưu truyền và gìn giữ ở những thế hệ con cháu sau này. Hai bên nhân thờ có những bảng chữ màu vàng, đó là những sáng tác của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Đặc biệt những sáng tác này thì đó chỉ có phần nhạc mà không có phần lời. Nhưng nói bạn nhạc cổ Hoài Lan không sáng tác phần nhạc mà luôn cả phần lời. Trên đây là tổ nhạc cụ mà nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã từng sử dụng trong ban nhạc lễ Nam Bộ và có giá trị sử dụng hơn 100 năm.
Nhưng mà khi sáng tác bản nhạc của Hoài Lan, ông không chọn bất cứ nhạc cụ nào trong tổ này, ông lại chọn cây đàn kèm để sáng tác. Đó là điều rất đặc biệt. Ông sáng tác luôn phần nhạc và cả phần lời 20 câu bản chỉnh luôn. Thì sau đây em cũng mời đoàn mình di chuyển qua bên đây vì bức từ sáu bên đây ạ. À. Dạ, nghệ sĩ Cao Văn Lầu vậy là bằng tuổi của Bác Hồ. Dạ. Ông có cùng năm sinh với Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890. 1890. Đúng rồi. Dạ, ông mất khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng năm 1976, thọ 86 tuổi. Còn đây là bức từ sáu, đúng rồi chị. Chụp đi, chụp cho mình đi. Cao Văn Lầu được đặt từ Thái Lan mang về 2016. Thì gia đình mình thấy đó chính ngồi đi chịch cho mẹ nè. Nhân trên tay trên da thì có cả gân tay và cả những lỗ chân lông li ti, trông như người thật đang ngồi ngon kia đợt. Nhìn đôi mắt đồ buồn và rất là thần thái à. Người ta chụp hình không nhìn đi, nhìn máy quay chi. Dạ rồi, anh sẽ mặc cái giới thiệu đoàn thêm về bạn nhạc của anh em và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ông sinh năm 1890, quê gốc thì ở Long An. Năm 10 tuổi đi cùng với đại gia đình đến vùng đất Bạc Liêu này, sinh sống, mất tại vùng đất này. Ta đang nói Bạc Liêu là quê hương thứ hai của ông. Ở đây người ta gọi ông tên dễ thương lắm, bác Sáu Lò. Năm 25 tuổi đến tuổi lập về do thấp, nhà nghèo, ba mẹ vay mượn tiền cưới vợ cho ông. Và bà Trần Thị Tấm là người phụ nữ này đó, ở Điền Trô, Bạc Liêu. Năm đó bà 16 tuổi, nhỏ hơn ông 9 tuổi, hai người sống chung với nhau hạnh phúc lắm. Nhưng mà ngặt nỗi sống chung với nhau 3 năm mà không hề con cái là phạm phải một cái lễ nghi phong kiến hà khắc lúc bấy giờ. Tam niên vô quan thành thê, vợ chồng mà sống chung với nhau 3 năm không có con nó giận chưa được xem là vợ chồng. Ba mẹ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu sợ tiếng dị nghị của xóm làng nên nói với con trai của mình là thôi mang vợ gửi về nhà cha mẹ ruột đi, không thương vợ lắm mà vì chữ hiếu đành mang bà Thắm gửi về nhà cha mẹ ruột là trả vợ cách. Trong lúc xa vợ nhớ thương vợ, cùng với đó ông chứng kiến cảnh đất nước đang chiến tranh, những người con dân đất Việt bị bắt sang Pháp làm bia đỡ đạn trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nỗi niềm riêng của nhạc sĩ Hòa với hương xương của đất nước, ông đã cho ra lời bản nhạc cổ này đang nghĩa là già như kia cổ là chiến công, ngoài nước thương trời là xa là trời, già cổ ngoài nát là điên nhé, chứ sống như lớn rồi. Dạ, sau này ta thắc mắc hỏi tại sao có sáu đời không sắp hết không vợ, ngoài nương nhớ vợ. Khi mà gửi trả đó, tai mẹ ruột của bà Tấm thương người con gái mà xót người con rể, thì hai trẻ còn tình cảm với nhau nên tạo điều kiện cho họ gặp gỡ nhau. Và những lần gặp gỡ qua lại như vậy họ có con với nhau. May mắn hơn nữa, người con đầu lòng là người con trai, ông Cao Kiến Thiết đây. Ông này sinh ra lớn lên, tưởng rằng là sẽ theo nghiệp đường ca của cha mình, không ạ. Ông đi bộ đội tập kết ra ngoài Bắc luôn và sau này trở thành chuyên viên đại sứ quán cao cấp của Việt Nam tại Mông Cổ. Người đàn ông này đã gắn kết hai vợ chồng với nhau. Ông mới xin phép ba mẹ rước vợ về sống chung. Rước về sống chung thì từ đó trở đi và lần lượt hạ sinh thêm trong 6 người con. Đến cuối đời hai người có 7 người con, 5 trai 2 gái. Đúng như tâm nguyện luôn, đêm gặp tháng 8 năm 1919, đêm trung thu đó, cũng tại mảnh đất này. Ông đã khép lại 20 con trong bản già cổ Hoài Lan, là con 19 và con 20, trở lại gia đàn cho én nhạc hiệp đôi, một cái thức cực kỳ viên mãn và có hậu ra. Từ sáng tác này là ban đầu là nhịp 2, những người sư huynh đệ đồng môn, những người nghệ sĩ xin các ông phát triển lên thành nhịp 4, nhịp 8. Nhịp 8 là bạn muộn cổ đầu tiên của nước Việt Nam, nhịp 16, nhịp 32, làm giống quá không? Đặc biệt hiện nay mình nghe nhịp 32 rất là nhiều là muộn cổ là từ 20 câu, làm giống. Dân Việt này cũng có cái giống thiệt á, nhìn da rồi, gân rồi ha. Dạ, em mời gia đình có thể chụp ảnh phim ở đây đi ạ. Mẹ di chuyển đến cung mộ thắp cho ông nén hương ạ. Chuyện gì xong này lén lút lại có con kỳ vậy. Phải đó. Lén lút mình phải đứng. Chắc trễ. Dạ, em mời gia đình tập trung ở đó đi ạ. Thank you.
Trần Thị Tấn, nhạc sĩ Cao Văn Lộc. Đờn ấy luôn á, mấy người đờn. Dạ rồi anh gửi ạ. Dạ cũng mạng sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì ở đây có 4 người mộ ạ. Phòng mộ bên đây của ông Cao Văn Giỏi và bà Võ Thị Tài là ba mẹ của nhạc sĩ Cao Văn Lâu. Phía bên kia là phòng mộ của ông và vợ ông. Và tất cả những người mộ này là mộ thật luôn đó. Đây lúc trước cũng là đất của gia đình, diện tích là 2.300, hiến tặng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Dạ thì mình để kể nãy như anh nói đó, ông sinh năm 1890, mất năm 1976, họ 86 tuổi. Ba của nhạc sĩ Cao Văn Lâu cũng là một tài tử đời, ông Cao Văn Giỏi. Ai em ơi, gia đình mình thắp một nén hương để tưởng nhớ công lao gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lâu ạ. Dạ chương trình phần thuyết minh của em về khu lưu niệm nghệ thuật đường cao tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lâu đến đây cũng xin được khép lại dạ. Với lại chúc gia đình mình có nhiều sức khỏe và có chuyến tham quan một điều thật là thú vị. Đầu mình nếu mà còn thời gian thì em bàn trang điểm. Quý khách vui lòng không ngồi lên hiện vật. Chia máy gì vật dụng gia đình công tử cái lẩu cù lao nè, cái bình thủy kìa. Thank you.
máy Akai. Chấm đỏ người ta đã đánh cái dấu á, đậm á. Nè nè. Ừ, ý luôn. Thấp nhang kìa. Thẳng xuống đó luôn. Ở dưới, đi dưới bàn.
có mượn mày đứng đó đâu. Không có chụp ba được đâu, con xuất ra đi, chứ không ai chụp con tao với bà ngoại. Ăn gì không mua? Nội muốn ăn gì nội kêu nghĩa đi mua. Mày tránh ra, mày đi mua cho nội ăn kìa. Nội uống vô vô, hai đứa vô đi, đói bụng. Cái này mẹ quay Phật nằm nữa nè. Vô đây, vô đây. Dù chén kiểu Sóc Trăng. Đây mày có. Đó. Ở đây Sóc Trăng này. Có nhà, mà cái nó cái nhà gì đó. Chờ một xíu nữa mình sẽ được ăn ngon nhé. Các bạn đang ở chùa Chén Kiểu, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Vô mẹ vô. Begin quay lại, bông quay lại. Ê, chùa nha. Phải cái ăn bữa thì đi ăn trước đi nha. Ôi trời.